Thôi cứ quay đại, đang lộn thôi mấy anh em. Đam DOT. Tuần này đam DOT thắt sủng rồi. Đi bụi rồi. Không, không phải thằng này, thằng một chữ không phải, thằng này là thằng Du đam DOT mấy anh em. Thằng này là thằng Du đam DOT mấy anh em. À, con Phượng nó gấp ngay con Buri luôn. Bạn đi. Ông này giờ này còn chơi Sonic thì bị ao tóc quá. Ồ, con bro nó bắn 345 triệu. Rồi chết kinh luôn. Rồi 1 tỷ 2, 1 tỷ 2. Xong. 1 tỷ 2 con kinh chết. Bạn đi. Rồi giờ này mới con Sonic nó mới được đi mấy không? Giờ này con Sonic nó mới được đi. Con Tatsumaki nó tạt cái bên kia trắng máu ảo luôn. Nó tạt vô máu tím luôn mẹ, con Tatsumaki nó tạt cái bên kia trắng máu tím luôn mấy không? Ồ, con Tatsumaki bên kia nó tạt cái là bên kia hết sạch máu tím luôn, đậu vãi cứt. Rồi chết con Yuwin, Yuwin chết chắc. Chết. Chết không? Ồ đúng không? Nó y như rằng luôn, đồ Tatsumaki tạt ác rồi. Hai con vua siêu bút cút luôn vẫn mạnh nha, đồ không hề yếu nha, mạnh như mấy anh em. Vẫn mạnh không hề yếu nha. Ôi khủng khiếp mấy anh em, nó mạnh mạnh mấy anh em. Mới vô con Phượng nó gấp ngay con Buri xui quá. Tổng tổng thì mới dúng. Má cảm giác con chày nó gõ nghe âm thanh nó đã bắt bắt bắt. Ôi, bộ đó bán 300 triệu đam. Bán bể khiên luôn mà. Rồi, CPU ra, CPU ra, CPU đá. Rồi, né. Mày né. Mày né. Mày né, mày né. Mày né, mày né. Một lượt đi luôn mà.
Ôi 500 triệu, mày đi đột phá Bắc Quốc luôn. Mày đi. Mày đi, mày đi.